Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, về đường đi của bão số 8, tên quốc tế là bão Sodeo, hồi 13 giờ ngày 21 tháng 10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc, 117,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức khoảng 75-90 km/h, giật cấp 11, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130 km tính từ tâm bão. Dự báo trong vòng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 22 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 115,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, tức khoảng 90-115 km/h, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông, trong vòng 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Từ vĩ tuyến 14,5 đến 19 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 113 đến 119 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao, chịu tác động của gió giật mạnh. Trong vòng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 23 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, tức khoảng 100-135 km/h, giật cấp 14. Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km. Đến 13 giờ ngày 24 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170 km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức khoảng 100-115 km/h, giật cấp 13. Trong 72-96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.